Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nhớ một like, một ký để cập nhật video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 10.000 token Ethereum khoảng 60 đô các bạn. Và chương trình góp này nó sẽ chọn 25 người ngẫu nhiên may mắn để nhận 200 USDT hàng tuần nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click qua link mô tả dưới video mở tính tham gia nè. Các bạn join sao góp nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào I am not bot nha các bạn. Chào ta. Sao mau quá ta. Rồi bạn join sao đi các bạn. Đại đi. Rồi sau đó các bạn follow tại Twitter và retweet tên bạn người bạn vào nè. Trên tại Twitter này bạn theo dõi nè. Bài nào ta. Bài nào ta để kiếm phạm hả các bạn. Phạm phải bài này không ta. Đây vào. Không phải bài này hả các bạn. Rồi. Các bạn like các bạn chỉ dặn bài yêu đầu tiên đi các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. Tôi quýt lại nè. Sau đó các bạn nhấp vào cái link phạm này nè các bạn. Các bạn copy được nha các bạn. Rồi các bạn mở trình duyệt cái chocolate cho tất cả bạn ra nè. Bạn dán vào nè. Trình duyệt gom chứ. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền là username Telegram bạn đã follow dán nè. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram bạn đã chọn sao ai góp nè. Nhấp ba cách cùng nhấp vào setting nè. Copy username ở cộng anh 3 số 1, 3 số 2. Cộng anh 3 số 1, 3 số 2. Rồi tiếp tục submit line follow you tweet line. Tiếp tục quan submit lên retweet nè. Đó các bạn lên tweet này nó có nói. Thì trên tweet thì các bạn chia sẻ mở tủ tôm ra nè. Các bạn nhập ảnh avatar nhập vào hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bài tweet mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấn vào đây nè. Rồi sau đó các bạn nên chỉ với ETH EC20 trên dưới chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Bạn sao chép nè. Dán vào đây nè. Rồi bức ảnh chụp màn hình đi thì các bạn bỏ nha các bạn. Rồi bạn bấm gỡ nó xong. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 15.000 1.500 USDT đến đây kết thúc các bạn. Thì mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.